Chào mừng mọi người quay lại với kênh Madrid Biker Vlog. Đây, hiện tại giờ đây là chiếc VinFast Evo, xe là xe của tài xế Xanh SM. Nhưng mà nó gặp cái vấn đề tình trạng là đó rồi, dính cứ ngắt luôn rồi. Dính đĩa vào bộ thắng rồi. Đúng rồi, dính đĩa vào bố rồi. Nè, nó có cây gơ nè. Nó còn gì nữa đâu nè, đây giờ để kỹ thuật viên là tháo ra cho quý vị coi nha. Coi trong tại sao là cái xe này nó bị tình trạng này, tài xế cũng vừa mới tới tiệm mình thôi. Đây, bên mình là công ty sửa xe điện MK nha mọi người. Đây, 4 bít Trường Chinh. Anh chị em có nhu cầu về sửa chữa xe điện cứ ghé đối diện với nhà sách Nhân Văn. Đây, nhà sách Nhân Văn đối diện luôn. Rồi. Anh quay vào đây này. Đây, anh nhìn này. Đó, còn gì nữa đâu quý vị. Bố, rồi ha, còn gì nữa đâu. Rồi, bỏ xuống đây luôn. Đây, cái vấn đề nè, đầu tiên nè, mình thấy nè, nó mòn cái bố của tài xế nè, không còn gì hết. Không còn gì hết trơn. Không những nó mòn nữa mà nó phá dĩa nè. À, mọi người thấy cái gờ của dĩa không mọi người? Đó. Bây giờ tình trạng là ví dụ như mình đi xe mà mình xui á, mình bị bó cứng cái bánh sau á, thì mình còn thả hai cái chân mình xuống mình xử lý được, mình chèo lái được. Còn giờ mình đang đi mà xui mình bị bó cái bánh trước á, là khả năng té mình nó cao lắm. Ví dụ như mình té một mình đi không nói, giờ mình đang chở khách mà mình té nữa thì nó nguy hiểm lắm, là cái nhất. Rồi trường hợp mà xui nhất anh em té, anh em bị gì nè? Bị vàng áo nè, chạy vàng áo nè. Xe Xanh SM là anh em mượn của bên pin nha. Rồi anh em có bị gì á là anh em đền. Thấy không? Rồi giờ mà đang chở khách đi mà khách bị gì nữa, lúc đó đền cho khách nữa chứ không phải chuyện nó đơn giản đâu. Rồi. Đây. Trời ơi, còn gì nữa đâu em. Nó chuẩn bị nó biến hành dao luôn rồi quý vị ơi. Này chuẩn bị biến hành dao luôn rồi đó, mỏng dánh này, cái gờ mà đó, quay kỹ mà đó quý vị, đây cái gờ không, bây giờ có thay bố nào vô cũng vậy chân, giờ quý vị có thay bố nào vô cũng vậy chân, dĩa đã hư rồi làm sao được. Rồi thêm cái điểm nữa nè, nó phá nát hết mấy cái đường đây gần sống rồi, còn gì nữa đâu, ăn không đều. Bô thép nè, cái đĩa là nó đã ăn luôn vào cái phần sắt của cái bô thắng rồi, cái đó. Đĩa đó quý vị thấy ghê không hả? Rồi sao nha quý vị cũng thấy rồi, giờ cái này nó cạy vô nó nóng, nó dính, nó kẹp cứng ngắc rồi, lúc đó nhả ra cách nào ha, không nhả ra được. Rồi đang chạy té lúc đó tai nạn làm sao, rồi xui sau đó có xe tải sau lưng thì sao, mấy này nguy hiểm lắm. Rồi sẵn ở đây là Bảo cũng để mấy cái bố sẵn để cho anh em coi nè, rất là nhiều hãng ở đây, để bê vô mát cái nắng quá. Ok nè, rất là nhiều bố Bảo để ở đây nè, để cho mọi người coi nè, có rất là nhiều bố của xe Evo, xe Velis, xe điện hiện tại giờ nè. Đây rất là nhiều mẫu bố, đây trường hợp này ăn không còn cái gì luôn, ăn tới phía trên luôn nè. Đó, ở đây Bảo không có nói của hãng nào nha, nha, Bảo không nói của hãng nào để mít lòng này kia, Bảo không có so sánh của hãng nào ở trên nè. Đây bố chế nữa nè, bố chế nữa nè quý vị, đây bố chế. Tại sao kêu bố chế? Chế ở đây là nó đâu có giống này đâu, là ông thợ nào đó, ông đi ông cắt, ông cắt để ông bỏ vô được cái con heo đây, thấy không này đó. Mọi người thấy không, bít tông nó ăn, nó đã ăn hết đâu, bít tông đã ăn hết đâu, nó còn khuyết một lỗ đây nè, này nó đẩy làm sao mà ăn hết cái dĩa. Rồi chưa kể là một số anh em nữa nè, nhân này nè, đang phần dưới phần trên nó không ăn nè, thấy không, này là khả năng cao là cái xe này là đã thay cái dĩa không phải dĩa viên gì hãng rồi hả. Rất là nhiều loại bố ở đây trên thị trường. Rồi ở đây là hiện tại giờ bên MK là đang có dòng bố mới. Đây, thương hiệu của MK luôn.
sử dụng điện 3K luôn. Đang có dòng bố mới để cho khách hàng đến trải nghiệm sử dụng kiểm tra thử. Hiện tại giờ là dòng bố này mà cây cũng mới ra mắt thị trường thôi đó. Chất lượng thì hiện tại giờ là Bảo không dám khoe, nhưng mà anh chị em cô chú bác nào mà có nhu cầu về trải nghiệm thì cứ ghé bên Bảo đó để mà trải nghiệm thử cái dòng bố này. Đây cũng là làm doanh nghiệp xe điện rồi, giờ cũng gặp tình trạng anh em gặp những cái tình trạng rất là nhiều, nên giờ là bên Bảo là sản xuất ra cái thương hiệu luôn, cái dòng sản phẩm này luôn đó. 4 bít Trường Chinh nha mọi người, đối diện nhà sách Nhân Văn, nhìn đối diện nhà sách Nhân Văn là ra sử điện mà cây. Đây là kết quả mà sau khi vệ sinh nè quý vị đó, vệ sinh đây là dĩa cho tài xế, dĩa zin nha, chứ không phải dĩa tào lao dĩa phát nha. Rồi quay lại cái đứng nè, đó nó nhẹ nhàng đấy à, làm xong nè đó rồi. Anh em mới như rồi. Vậy mới đã nè đó. Này xe này chạy trường sườn lắm nè, thấy không, đủ vai cho anh em bánh trước nha anh em. Rồi tiếp đi, lắp bố vô luôn, vệ sinh heo, vệ sinh heo xong rồi giờ lắp bố vô giao xe xong rồi, bây giờ là hoàn tất rồi, chụp đó, rồi ok nè, quay cái nữa nè, rồi chân chu không đó, ổn rồi, giao xe rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip tới bây giờ, cảm ơn, xin chào hẹn gặp lại.